Vào ngày 1 tháng 4, lực lượng chức năng đang xác minh xử lý vụ một ô tô bị dán băng vệ sinh kín phần kính xe vừa xảy ra trên địa bàn phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, công an phường Ngô Quyền nhận được thông tin phản ánh một ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 đỗ ngay trên phần vạch kẻ đường mắt võng được sử dụng để báo cho người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ ở đường Đặng Thị Nho, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang đã bị ai đó dán băng vệ sinh lên kính xe. Sau khi nhận được thông tin, công an phường đã đến hiện trường lập biên bản và xác minh sự việc. Chủ xe Hyundai i10 là một người dân sống ở chung cư cạnh đó. Tối 1 tháng 4, cơ quan điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Tâm, 35 tuổi, quê ở Đồng Tháp để điều tra ba hành vi bao gồm bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và hiếp dâm. Theo điều tra của công an, Tâm có quan hệ tình cảm với chị S, 36 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị S có chia tay, nhưng Tâm nhiều lần đến tìm chị này, đe dọa để quay lại nhưng không được chấp nhận. Vì vậy, Tâm thường xuyên gọi điện đe dọa nếu chia tay sẽ giết chết chị S. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 3, đối tượng Tâm leo tường từ phía sau nhà tại đường D12, khu phố 1, phường Phú Tân, đột nhập vào phòng ngủ tầng 1 của nhà chị S rồi ngủ lại. Khi chị S về nhà thì bị đối tượng Tâm khống chế bịt miệng, đẩy nạn nhân vào phòng ngủ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Khoảng 23 giờ cùng ngày, bạn của chị S nhiều lần gọi điện thoại liên hệ nhưng không được, nên đã nhắn tin và được chị S liên lạc lại bằng cách gọi điện thoại video Zalo. Thế vậy, đối tượng Tâm thì đang ngồi cạnh chị. Lúc này, đối tượng Tâm khống chế không cho chị S điện thoại nữa vì sợ báo công an và yêu cầu chị S chuyển tiền. Sau đó, Tâm đã cưỡng đoạt số tiền 10 triệu đồng của chị S. Tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để thuyết phục, nhưng đối tượng Tâm vẫn không đồng ý mà cởi chị S ra ngoài. Nhận thấy chị S có dấu hiệu bị nguy hiểm, công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh Bình Dương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng hơi cay và khống chế bắt giữ đối tượng Tâm, giải cứu thành công cho chị S. Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 20 tháng 3, công an Bình Dương đã phong tỏa đường D12 ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một để giải cứu con tin bị nam thanh niên khống chế trong tòa nhà. Ngày 1 tháng 4, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết đơn vị đã bàn giao 4 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc đang bị truy nã quốc tế lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh cho cảnh sát Hàn Quốc. Trước đó, bằng nghiệp vụ, phòng truy nã truy tìm của Cục C02, Cục Đối ngoại Bộ Công an đã phát hiện 4 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc đang bị truy nã quốc tế lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh và sau đó tiến hành bắt giữ. Nhóm này bao gồm Park Hae Dong, sinh năm 1988, tội lừa đảo; Ji Sung Min, sinh năm 1981; Jun Hae Ju, sinh năm 1994 và Kim Ho Sung, sinh năm 1985, cùng với tội mở trang cá cược trực tuyến. Công an xác định nhóm này dùng thủ đoạn hết sức tinh vi, đăng ký tạm trú địa chỉ ở một nơi nhưng lại sống ở một nơi khác. Hai đăng ký tạm trú qua môi giới dưới hình thức thuê đứng tên ở vùng đồng hương mà không khai báo tạm trú, thường xuyên thay đổi các chỗ qua các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Thậm chí nhóm này còn trà trộn vào khu vực nhiều người nước ngoài sinh sống, nơi đông dân cư, gây khó khăn cho lực lượng chức năng là theo dấu vết và bắt giữ. Sau khi bắt giữ, bốn người này được Cục C02 bàn giao cảnh sát Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.